Thách anh vẽ được chị Linh trong nhóm của Oppa Huy. Anh mà vẽ được, em đứng giữa trường, nói tôi bị điên. Ok, nhớ đấy nha. Nếu bạn nào thường xuyên theo dõi các series phim của Oppa Huy Idol thì không thể không biết đến chị Linh, tên thường gọi là Linh Baby. Với vẻ ngoài cá tính và có phần bướng bỉnh, Linh thường được đóng các vai phản diện như Linh Mệt hay những vai giang hồ khác. Nhưng nếu cần thì chị Linh vẫn có thể nhập vai vào những nhân vật hiền lành, tốt bụng. Bạn nào thích xem chị Linh và là tri kỷ của Oppa Huy để lại bình luận xuống phía dưới nhé.